Hello anh em, hôm nay giới thiệu đến anh em cái quả Zoom. Đợt tới này mình có một vài dự án nhỏ nhỏ bí mật. Nếu mà vợ mình xem YouTube thì vợ mình sẽ phát hiện ra, nhưng mà thật ra vợ mình không xem YouTube của mình. Cho nên là mình cũng bật mí với anh em luôn. Đây, chuồng của mình vẫn xếp ở đây. Đó. Mình làm dàn bể này anh em biết để gì không? Đó chính là mấy nữa mình sẽ chuyển sang mình chơi thêm món mô hình. Cái món mô hình thì mình sẽ bày vào trong những hộp kính như này. Đấy, anh em thấy không? Kéo ra. Đấy, ví dụ như ai bạn bè vào chơi muốn xem mà kéo ra, đấy, lấy ra. Sau đó là đẩy vào. Đó. Cho thử một con rồng Úc vào trưng bày anh em. Đây, đây là con rồng Úc còn sót lại trong cái đàn mà mình sinh sản được. Đấy. Nó mới lột xong anh em ạ. Nhìn sao hôm nay cảm giác trong phòng nó tối ta. Đấy. Đây, ví dụ như mình sẽ cho vào trong đây mình trưng bày. Ví dụ đây là một con mô hình. Đấy, kéo ra. Đặt vào đây. Đóng vào. Bạn đã bị nhốt bên trong. Đấy, thì hôm tới thì mình đang định tính phương án là mình sẽ cho mô hình. Dưới những cái ngăn này thì mình sẽ để giày của mình. Đó, còn cái khu vực này hôm tới thì mình sẽ, khi mà mình setup một dàn máy tính mới, bây giờ máy tính của mình nó hỏng hết rồi. Mình sẽ từ từ kiếm tiền để setup một dàn máy tính mới, mình để ở khu vực này mình làm việc ở đây. Bên này là chuồng pet, bên này là trưng bày mô hình. Đó, mình biến cái phòng này thành một cái phòng gọi là chill. Đấy, mình dọn dẹp sạch sẽ rồi anh em. Thôi tiện cái video này mình sẽ cho pet của mình ăn, cho mấy con rồng Úc của mình ăn. Mấy hôm nay con to này của mình không hiểu sao nó ốm hay là nó làm sao anh em ạ, nó lười ăn lắm anh em. Mình sờ vào gốc đuôi của nó thì thấy nó kiểu khó chịu, nó không thoải mái. Mình đang nghĩ là con này nó đang bị vấn đề về về sinh dục, bộ phận sinh dục, mà nó là con đực. Thì mình đang nghĩ là hay là đến mùa nó kiểu như nó không có cái, nó khó chịu chăng. Mình cũng không rõ. Đó, bây giờ mình sẽ cho mình tiện mình kéo cái ngăn kéo ra. Mình ngồi lên trên này và mình kéo cái ngăn kéo ra, mình sẽ cho bọn này vào trong cái ngăn kéo này. Và mình sẽ thả dán vào cho nó ăn. Đây anh em ơi. Đó, bây giờ mình sẽ bắt dán mình thả vào cho chúng nó ăn nhá. Bình tĩnh thôi, không phải vội. Ai cũng có phần. Đừng ăn con to đấy. Ui dồi ôi, nhìn này. Nó ăn cái con mà nó còn to hơn cả đầu của nó luôn ý. Nó nhai được không cơ. Tham lam. Mỗi con một con rồi, nhưng mà con này nó lấy con to quá. Con này ăn xong hai con rồi này. Mở cái góc rộng ra thì nó hơi lại hơi mờ một xíu. Con này nó nhai con to quá đâu có ăn được đâu này. Nhai từ nãy giờ có nhai được đâu. To quá. Ăn cái miếng nó to quá. Mình đang suy nghĩ là mấy nữa mình vợ mình có đi đẻ, mình phải trông vợ ở viện này 2-3 hôm này, bọn này mới biết ở nhà sống sao. Ở nhà sống sao đây. Đây, ăn con to đi, đừng ăn con bé để cho mấy con bé mà. Thế con này nó ăn tham, lấy con to quá làm ra. Con ra nhai thế đấy là không xong. Bình tĩnh, tao bắt con bé thôi mà ăn làm sao phải khổ thế. Bé cũng khó mà. Một con to hơn kia. Con kia nó ăn con to đúng là ăn từ đấy giờ không hết này. Không biết có nghẹn không. Má mày.
Ôi dồi ôi, nghẹn này, nghẹn cổ luôn anh em này. Quay cẩn thận cho anh em xem này. Nghẹn tắc cổ luôn, không biết nuốt được không, nó cố à. Nghẹn toang bây giờ. Rất là háo ăn. Cái con này của mình mấy trước rất là háo ăn, rất là bình thường. Tự dưng mấy hôm nay bỏ ăn 2 hôm rồi. Và đây là anh em thấy à, mình thấy cái đuôi nó cứ mập mập này. Mình sờ với gốc đuôi này thì không thấy nó cứ kiểu khó chịu. Mình đang nghĩ là con này nó liên quan đến kiểu vào mùa nó bộ phận sinh dục của nó có vấn đề, nhiễm trùng hay làm sao sao. Thấy nó có vẻ hay là dái bi bị làm sao. Thế khó hiểu. Đau đầu. Thế nào con này nuốt được chưa? Nuốt được chưa? Từ nãy giờ ăn một con ứ cổ luôn. Ăn một miếng mà ứ cổ luôn, khỏi ăn những miếng khác luôn. Ứ ứ ứ luôn. Đấy, con nào ăn thì ăn nốt đi, nhanh lên. Ăn nhanh về chuồng này. Đấy, thì mình đấy, anh em thấy không? Đấy, còn những cái chuồng giá này nhất này thì mình phải chuyển ra ngoài rồi, không thể để trong này được. Trong này nó rất là mất mỹ quan. Tạm thời thì để tạm thôi. Để tạm thôi, chứ đâu mình mấy nữa mình sẽ chuyển ra ngoài. Đấy, mình sẽ để mô hình vào đây và mình sẽ chơi đèn đóm vào. Đó. Cho bạn này về chuồng. Đấy, mấy bạn này ăn xong thì mình sẽ cho mấy bạn ấy về chuồng. Hết chưa? Vẫn còn nè. Không ăn nữa à? Mấy bạn này không ăn nữa à? Ăn nốt đi nè, bắt đi. Không ăn thì về chuồng nhá. Hai cái bạn này, một bạn thì ăn. Ôi giời, cái này bự quá rồi, bỏ ra ngoài thôi. Toàn phân thôi. Toàn phân của mấy con này thôi. Đấy, cũng cho vào chuồng. Nhưng hôm nọ thì mình nhỡ mình tháo đèn ra. Mình chuyển nó sang bên này, mình bắt buộc mình lại phải tháo đèn ra. Cho nên là hôm nay mình chưa đấu lại được. Úi giời. Chắc là tí nó phải đấu rồi. Đấu sửa cho mấy con này tí. Đó, cho bọn này về chuồng. Thế thôi, xong, đó là đẩy ngăn kéo vào. Mình để sẵn một lót chuột ở đây rồi, để thể hiện là mình sẽ đặt cái máy tính ở đây. Nhưng mà chưa máy tính. Mấy cái laptop chứ mình dùng laptop, mấy cái laptop mình vứt từ trong nhà đâu. Đấy, anh em thấy không? Chắc cũng được chứ nhỉ? Nhiều anh em bảo mình mua chuồng là mình nuôi pet không được đâu. Nó thì đúng là có nuôi pet đâu. Cái kính này hôm nọ nó bị bong mình chưa dán lại được. Có phải mình mua pet đâu. Mình nuôi pet đâu. Mọi người cứ nghĩ là mình nuôi pet, chơi pet đến thời điểm này mà mình còn ngố hay sao. Mà nghĩ là mình sẽ nuôi pet vào cái này. Làm gì có chuyện đấy anh em. Mô hình bí mật nhá. Ok, bye bye, hẹn anh em những clip sau. Bye bye anh em.